Trần Việt xin mến chào quý vị ạ. Trần Việt vừa mới nghe cái tin mà Thánh Đắc Hành đó, anh Bùi Tuấn Lâm đã bị công an bắt rồi đưa ra tòa án xét xử trong những ngày sắp tới. Mời quý vị lắng nghe đài AFP nha. Minh Khoa Minh xin Khoa kính xin chào kính chào quý khán quý thính khán thính giả. giả. Tin Tin nóng nóng ngày ngày 22 tháng 8 năm 8 năm 2023 2023 của của Ban Ban Điện Điện tử tử đã đã cho tự cho tự do do. Có có những những nội nội dung dung chính chính sau sau đây. đây. Mời Mời quý quý vị vị cùng cùng theo theo dõi. dõi. Tòa Tòa án án cấp cấp cao cao Đà Đà Nẵng Nẵng xử xử phúc phúc thẩm thẩm Thánh Thánh Đắc Đắc Hành Hành Bùi Bùi Tuấn Tuấn Lâm Lâm vào vào ngày ngày 30 30 tháng tháng 8. 8. Tại sao ha? Tại sao có cái vụ mà Thánh Đắc Hành nghe quý vị? Tại vì ông Tô Lâm đó là Đại tướng Tô Lâm, là Bộ trưởng Bộ Công an, đã gọi là ăn gọi là một bữa ăn 51.000 đô la về cái bò giác vàng. Thì ông Bùi Tuấn Lâm ổng nhạo nhạo vậy thôi. Mình đó, trong lúc người dân đang nghèo mà ăn một bữa ăn 51.000 đô la, kinh hoàng không? Thành ra người dân người ta nhạo cái ông Tô Lâm có cái gì đâu mà phải bắt người ta vô trong tù. Đây nè, cái đoạn clip Bài án đã được mà đăng rất là tải nổi ngày tiếng 3 nè. tháng 11 Năm năm 2021, 2021 trên trên tài tài khoản khoản TikTok TikTok có có gần gần 11 11 triệu triệu người người theo theo dõi dõi của của người người chủ chủ nhà nhà hàng. hàng. Tuy Tuy nhiên nhiên thì thì ngay ngay sau sau khi khi bị bị phát phát hiện, hiện, đoạn đoạn video video clip clip đó đó đã đã bị bị xóa xóa trên trên tài tài khoản khoản TikTok TikTok của của SoBay. SoBay. Trong Trong một một đoạn đoạn video video ngắn ngắn chỉ chỉ dài dài 41 41 giây giây cho cho cái cái cảnh cảnh SoBay SoBay đã đã chế chế biến biến món món bò bò sắt sắt vàng. vàng. Đó, ông này là ông SoBay, ông nổi tiếng lắm. Ổng gọi là ông biến chế bằng cái bò giác vàng đó mà 51.000 đô la cho Tô Lâm ăn. Thay vì nó bắt tù Tô Lâm, không bắt đi, bắt Bùi Tuấn Lâm. Bùi Tuấn Lâm đâu có tội gì mà bắt. Bùi Tuấn Lâm chỉ chế giễu rồi là bắt chước rồi là ông Sơn B này thôi. Đó. Này, Món này cái rõ tên ràng gọi là như vậy Golden này. Giant Giant Tomahawk Tomahawk và và xắt cắt ra ra thành từng từng miếng, miếng, đồng đồng thời thời tự tự tay tay rắc rắc muối muối lên lên ba ba phần phần thịt thịt bò bò để để chế chế biến biến riêng riêng cho cho phái phái đoàn đoàn của của quan quan chức chức Việt Việt Nam. Nam. Và Và đó, sau quan đó chức thì Việt viết thư Nam đây lên nè. tường nhà. Phải đây không? Cái hình của ông Tô Lâm ha. Đây là cái nốt nốt ruồi để mà mình nhìn thấy bằng chứng là Tô Lâm ăn cái bò giác và vàng 51.000 đô la. Còn cãi gì nữa? Bắt là bắt thằng Tô Lâm Hay đây nè. ông còn Tự tự tay tay dùng dùng dao dao xỉa một xỉa một miếng miếng thịt thịt bò bò để để đút đút vào vào mồm mồm của của ông ông Bộ Bộ trưởng trưởng Công Công an an Tô Tô Lâm. Lâm. Và Và ông ông Tô Tô Lâm Lâm sau sau khi khi ngấu ngấu nghiến nghiến cắn cắn miếng miếng thịt thịt một một cách cách đầy đầy thèm thèm thuồng, thuồng, liền liền đưa đưa một một ngón ngón tay tay cái cái lên, lên, đưa một ngón tay đưa lên một là tỏ dấu dấu hiệu hiệu cho cho biết biết là là món món bò bò này này tuyệt tuyệt hảo. hảo. Theo Theo quan quan đó, cái hóa đơn đây quan nè, sát thì thì bữa bữa ăn của ông Tô 37.000 bảng Lâm Anh nha, chỉ chỉ bao bao gồm gồm món thịt thịt bò bò sắt sắt vàng cùng 37.000 giới bảng thiệu Anh. văn thiện hạ, Mà mà theo theo ước ước tính tính thì thì có có giá giá quy quy ra ra tiền tiền Việt Việt Nam Nam có có thể thể lên lên đến đến hơn hơn 1 1 tỷ tỷ 150 150 triệu triệu đồng đồng tiền tiền Hồng Hồng tệ. tệ. Qua Qua đoạn đoạn video, video, có có thể thể thấy thấy phái phái đoàn đoàn Việt Việt Nam Nam đến đến dự dự tiệc tiệc có có ít ít nhất nhất khoảng khoảng 1 1 chục chục quan quan chức. chức. Bất công quá. Một cái người mà người ta có cái tấm lòng yêu nước như thế thì bắt người ta bỏ vô tù giống như anh Bùi Tuấn Lâm này. Thành ra không nói sao Người được. Khmer Krom Krom biểu tình biểu trước tình trước tòa tòa đại đại sứ sứ Việt Việt Nam Nam tại tại Washington Washington DC. DC. Người Cách Khmer cách Krom cũng là biểu tình cho cái chống cái chế độ Việt Cộng. Đó. Bây giờ mình nghe tiếp nha. Mình nghe tiếp là mới đây đó là vụ Bùi Tuấn Lâm rồi anh ông Dương Tuấn Dương Tuấn Ngọc, Ngọc, Dương thầy Tuấn giáo Ngọc báo cũng dạy vậy dạy nữa. dưỡng trên mạng xã Đó. hội Bị bị công công an an tỉnh tỉnh Lâm Lâm Đồng Đồng xác xác định. Đây định là những khẩn người cấp yêu cấp nước ngày không? 17 Với với cáo cáo buộc buộc tuyên tuyên truyền truyền nhà nhà nước nước theo theo điều điều 117 117 Bộ Bộ luật luật hình hình sự. sự. Tuyên truyền cái gì? Tuyên truyền trong khi đó hiến pháp đó có điều 25 là người dân có quyền tự do ngôn luận. Tại sao các anh gọi là tuyên truyền? Đó là quyền tự do ngôn luận chứ tại sao các anh gọi là tuyên truyền? Các anh chống lại cái hiến pháp mà các anh đã lập ra. Thế không, được cái điều rất là thô bỉ khi mà kết tội người ta tuyên truyền. Trong khi người ta sử dụng cái quyền tự do ngôn luận thì khi người ta sử dụng cái quyền tự do ngôn luận cái anh lại đặt ra cái điều gọi là lợi dụng quyền tự do ngôn luận. Lợi dụng quyền tự do ngôn luận là người ta lợi dụng cái quyền quyền hiến pháp nó cho phép. Hiến pháp
Điều 25 nó cho phép quyền tự do ngôn luận và nó cho phép luôn cả quyền biểu tình nữa và quyền lập hội nữa. Điều 25 nó cho phép như vậy. Các anh cho là lợi dụng. Người ta có quyền người ta lợi dụng hoặc là người ta sử dụng cái quyền đó. Nó không có cái gì mà tội lỗi hết á. Đây nè. Tôi có quyền lợi dụng luật pháp hay lợi dụng bất cứ điều luật nào trong luật pháp để bảo vệ quyền lợi của tôi. Thấy không? Lợi dụng đồng nghĩa với sử dụng. Không phải và không thể là một tội hình sự. Vì thế điều luật 331 phải bị xóa bỏ khỏi bộ luật hình sự. Bây giờ luật pháp bây giờ không có cho tôi phải chạy với tốc độ mà trên 55 cây số, thí dụ vậy đi. Luật pháp không cho tôi thì tôi phải lợi dụng cái luật pháp đó để tôi vừa chạy dưới 55 cây số để mà tôi không bị bắt bởi cảnh sát. Thì tôi có quyền lợi dụng cái luật đó để mà bảo vệ cho tôi chứ. Giống như tôi có quyền lợi dụng cái điều của hiến pháp, 25 cái hiến pháp là tôi có lợi dụng để mà tôi lập hội. Tại vì hiến pháp cho phép lập hội nè, hiến pháp cho phép lợi là quyền biểu tình nè, thì tôi phải lợi dụng cái điều đó để mà tôi biểu tình. Chứ tại sao lại bắt tôi? Bắt tôi về cái tội rồi là lợi dụng cái quyền biểu tình để mà bắt tôi vì cái điều 331. Đâu có được. Thành ra mình thấy cái điều 331 là một cái điều sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Người ta phải lợi dụng cái quyền đó là nhà nước phải cảm ơn người ta. Government đó, chính phủ phải cảm ơn người dân biết sử dụng cái quyền đó. Người phải cảm ơn người ta. Chứ tại sao bảo người ta lợi dụng? Lợi dụng với sử dụng nó cũng giống nhau hết. Mình phải sử dụng cái quyền đó, mình phải lợi dụng cái quyền đó để mình bảo vệ cho mình. Để mà mình lợi dụng cái quyền đó để mình thi hành những điều mà nhà nước cho phép. Tại sao lại bắt người ta? Bắt người ta rồi tội 331 là lợi dụng quyền tự do dân chủ. Mà sự thật có cái quyền tự do dân chủ đó không? Hiến pháp nó có đó, nhưng mà luật pháp thì nó không cho. Nó không cho biểu tình. Trong khi là hiến pháp cho biểu tình, nhưng mà nó đặt luật ra để mà nó khống chế biểu tình, không cho ai biểu tình hết. Cũng như hiến pháp cho quyền lập hội, cho quyền lập đảng, hội với đảng nó cũng giống nhau thôi. Là đông người, người ta làm thành một cái mục đích chung nào đó, người ta thành một cái hội, một cái đảng. Tại sao đảng Cộng sản được thành lập? Thì bắt buộc đảng khác phải được thành lập. Nhưng mà quý vị thử hỏi mà quý vị là một thành viên của đảng Việt Tân không? Chẳng hạn, quý vị bị bắt liền. Đảng Cộng sản thì thành lập được, nhưng mà đảng Việt Tân thì không được. Vì có phải là luật pháp bất công không? Luật pháp nó bất công. Thành ra người ta mới lên án cái luật pháp của nhà cầm quyền Cộng sản. Đó là toàn là những cái luật pháp rừng rú. Luật pháp rừng rú đó. Thành ra một người mà đáng tội nhất là Tô Lâm đây nè. Hình ảnh Tô Lâm đó trên quý vị đang thấy đó. Đó ngồi gọi là ngửa bụng ra ăn cái bò giác vàng rồi là 51.000 đô la. Mà lại không bị tội. Rồi chính lại là bây giờ là bắt ông Bùi Tuấn Lâm. Mà Bùi Tuấn Lâm là nhạo thôi, nhạo cái thánh rắc hành thôi. Chứ đâu có đá động gì đến ông Tuấn Lâm đâu. Người ta có quyền. Người ta có quyền lên án những cái người mà phục vụ cho dân mà làm cái chuyện gọi là phung phí như thế. Xài tiền mà 51.000 đô la cho một bữa ăn trong khi người dân không có đủ tiền để mà sống. Thì người ta phải lên tiếng thôi. Đấy. Quý vị nghe tiếp nha.
quý vị nghe tiếp. Chúng ta xin chào quý khán thính giả, mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị đến với phần tin tức nổi bật. Thưa quý vị, bản chung chung của đa số các vụ án oan sai tại Việt Nam là bị khen chịu tra tấn trong quá trình điều tra. Đó, tới giờ phút này rồi đó, là nạn nhân toàn là bị tra tấn không à? Tại sao mà cái nước mà lạc hậu như thế này? Tại sao mà phải tra tấn người dân, tra tấn người người mà trong khi người ta chưa có kết luận của tòa án nữa? Làm sao mà ghép tội người ta được trong khi biết bao nhiêu án oan đã xảy ra ở Việt Nam, quý vị biết? Hiện có một số luật sư trong các vụ án và theo họ là oan sai và giải pháp đề xuất của họ nhằm giảm thiểu án oan là gì? Bấm quý vị cùng theo dõi những chuyện sau đây của phóng viên Đào Nguyên. Trong một loạt các vụ án đó toàn là án oan không đó. Trong đây tôi thấy Trần Việt thấy cái bà đây là là bà mẹ của Hồ Duy Hải nè. Đây là bà của Nguyễn Văn Chưởng nè, mẹ của Nguyễn Văn Chưởng nè. Đó, người ta án oan, thành ra người ta lợi vườn hoa lý giải tổ để người ta đưa cái bản rồi là miễn những cái mà biểu ngữ là cũng như là trả tự do cho Nguyễn Văn Chưởng. Thế người dân người ta biết hết đó, chứ không phải là không biết. Nguyễn Văn Chưởng là nó không có ở có mặt ở ngay đó thì làm sao mà nó là người tội ác được, người tội nhân được. Nguyễn Văn Chưởng là không có mặt ở đó. Thành ra người ta vẫn gọi là biểu tình, rồi là đòi phải trả tự do cho Nguyễn Văn Chưởng, không có gì là lạ. Mà biết bao nhiêu rồi, biết bao nhiêu người bị oan ức rồi. Nè. Đó là oan sai, xảy ra chừng 20 năm trở lại đây mà được báo chí, mạng xã hội đưa tin. Có những vụ án oan đã được làm sáng tỏ, bị can được trả tự do và nhận tiền bồi thường như vụ ông Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long, Nguyễn Thanh Chấn. Trong khi Huỳnh Văn Nến, Hàn Đức Long, Nguyễn Thanh Chắn, đây là những người bị án oan và phải bồi thường cho người ta nữa. Sự thật đó, thưa quý vị, theo Trần Việt nghĩ đó là cả nước là oan sai. 2 triệu người, trên 2 triệu người Việt ở hải ngoại vượt biển, bỏ nước, đó là những người oan sai đó. Không có ai mà muốn bỏ quê hương của mình hết á. Không có ai mà muốn bỏ cái quê hương thương yêu của mình hết á. Mà họ sống không được. Họ sống không được ở dưới chế độ cộng sản. Tại vì nó quá tàn ác. Nó quá tàn ác với dân tộc Việt Nam. Mà nó lại là thờ lại cái cờ phúc kiến của giặc Tàu. Nó thờ lại cái hình ảnh gọi là hình tượng của cái tên gián điệp giặc Tàu là Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh tức là Hồ Quang, thiếu tá Hồ Quang của quân đội nhân dân của Tàu. Nó là tàn ác như vậy, thành ra nó tàn ác với dân tộc Việt Nam. Nó rất là tàn ác với dân tộc Việt Nam qua cái cải cách ruộng đất. Nó giết cả 500.000 người trong cái vụ cải cách ruộng đất. Nó đấu tố rồi nó giết hết. Anh em rồi là họ hàng, cha mẹ, rồi là con là đấu tố cha. Nó đau đớn như thế này là người cha đó phải kêu người con đấu tố mình đi để cho cứu lấy cái sinh mạng của nó, chứ không thôi cả gia đình chết hết. Nó bắt gọi là địa chủ rồi nó giết hết. Thành ra nó có những cái oan ức như vậy đó. Người con đấu tố cha, người vợ đấu tố chồng để mà còn sống sót, để mà nuôi con nuôi cái, người vợ phải tố chồng nữa. Nó ác như vậy đó. Nó làm cái đạo đức của con người rồi là đảo lộn hết. Cái oan oan này có những vụ mà các chuyên gia luật xác định là oan nhưng vẫn chưa được làm sáng tỏ, như vụ của Nguyễn Văn Chưởng hay Hồ Duy Hải. Còn có các vụ án mà nạn nhân đã được xác định là oan, được trả tự do, nhưng suốt mấy chục năm qua vẫn không được nhận bồi thường thiệt hại và danh dự, như vụ của ông Trịnh Dân Cường ở thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Cường cho biết ông mất tất cả sau lần bị bắt oan gần 40 năm trước. Vợ con bỏ đi, sức khỏe ông cũng suy yếu trầm trọng sau những ngày tháng bị bức cung, nhục hình trong trại giam. Hằng ngày tôi phải lân la ở các ngã tư, công viên để xin ăn. Sau này, tôi xin quy y tại một ngôi chùa để được ăn. Khốn nạn đó là nhục hình ở trong tội, ở trong trại giam. Nhục hình ở trong trại giam. Toàn là gọi là nhục hình không ạ? Toàn là tra tấn man rợ không ạ? Trong khi đó là chủ tịch nước của Việt Cộng. Chủ tịch nước của nhà nước Việt Cộng lại ký vào cái bản gọi là công ước là chống tra tấn. Chống tra tấn hồi năm 2014 rồi. Mà tới bây giờ vẫn còn tra tấn những người tù. Nó đau thương như vậy đó. Suốt ngày cứ tra tấn người ta rồi làm sao mà bắt người ta chịu nổi. Khi mà ta chịu không nổi thì người ta nhận tội thôi. Cơm từ thiện. Luật sư Ngô Anh Tuấn, trưởng văn phòng luật Law Firm tại Hà Nội đánh giá rằng nguyên nhân chủ yếu khiến cho việc bồi thường oan oan nằm ở cơ chế và các quy định ngặt nghèo trong việc xác định mức bồi thường. Không phải là chỗ nào họ cũng không buồn, họ cũng có bồi thường, bởi vì tiền nhà nước không phải tiền của họ đâu. Tuy nhiên là các cơ chế, các quy định nó rất là nó rất là ngặt nghèo và nó rất là khó cho cái người thực hiện, cho nên là họ sợ rằng là thà rằng họ chậm cái gì chửi thêm một tí nữa, khi mà họ làm sai một tí lại có thể là bị họ lại chính bản thân họ lại xử lý trách nhiệm về việc có thể làm thất thoát nhà nước. Luật sư Ngô Anh Tuấn chỉ ra hai nguyên nhân chính mà ông cho là có thể dẫn đến an oan. Thứ nhất, coi như là cả dân tộc Việt Nam bị oan ức hết, cả nước ở trong và ngoài nước luôn. Người Việt Nam là bị oan ức dưới chế độ cộng sản là 100% thôi. Đâu có người nào mà không bị oan đâu. Không bị oan làm sao được? Người ta bỏ nước ra đi, 2,5 triệu người bỏ nước ra đi. Và hiện tại quý vị mà tra vào Google đó, hiện tại là có 5,3 triệu người Việt ở hải ngoại. Họ sống gọi là lưu vong ở xứ người. Tại sao vậy? Tại sao họ sống trong nước không được mà thành ra họ phải sống ở hải ngoại, 5,3 triệu người hải ngoại. Kinh hoàng không? Đất nước mình thì nếu mà tốt đẹp thì mình sống chứ. Trong cái dòng lịch sử mà 5.000 năm của mình đó, có người Việt nào mà bỏ nước ra đi tới 5.3 triệu không? 5,3 triệu không? Tại vì cái chế độ cộng sản nó quá ác độc. Nó độc tài, nó độc đảng, rồi nó còn độc ác nữa. Ba cái thứ độc như vậy, nó độc ác vô cùng. Thành ra nó oan ức, nó không có cần biết. Nó không có cần biết oan ức không. Nó cái kiểu mà nó thà là nó giết lầm cả 10 người, còn hơn nó bỏ sót một người. Đó là cái chủ trương của Cộng sản là vậy. Nó thà nó giết lầm, nó thà nó bỏ tù lầm. Chứ nó không có thể nào mà cho người khác mà vô tội được cái đó. Có khi nào mà mình thấy có người nào được vô tội không? Để người ta ở tù biết mấy chục năm rồi sau này mới cho người ta là án oan vô tội. Lúc đó muộn rồi. Biết bao nhiêu người bị tù oan chứ đâu phải là cả nước bị tù oan và cả bao nhiêu triệu người hải ngoại cũng oan ức. Cả nước cũng oan ức. Nó sống cộng sản là bị oan rồi. Thay vì người ta đó, đất nước người ta có tự do, có dân chủ, có nhân quyền, thì đất nước nó phát triển vượt bậc luôn. Thì bây giờ mình sống ở trong một cái nước cộng sản nó nghèo đói như vậy, thì rõ ràng là oan ức rồi còn gì nữa. Thay vì mình được giống như cường nhân dân ở thế giới người ta giàu có, tại vì người ta dựa vào cái sự công bằng của luật pháp, người ta dựa vào cái chủ nghĩa tư bản, thì nó
mọi người đều giàu có hết. Còn bây giờ mà áp dụng chủ nghĩa cộng sản thì tất cả đều là nghèo đói hết. Rồi không phải oan là cái gì? Cả nước và dân oan. Rất là oan ức. Nhìn Bắc Hàn đi. Bắc Hàn có phải là oan ức không? Trong khi người dân mỗi quốc gia khác thì họ có đủ cơm ăn áo mặc. Trong khi Bắc Hàn theo cộng sản, nó là trở thành một cái quốc gia nghèo đói. Toàn là ăn xin không à. Rồi đến Cuba cũng vậy. Kiều Ba nó cũng là nghèo đói. Fidel Castro nó cũng là thằng tội ác. Rồi thằng Việt Cộng cũng vậy. Cái chủ nghĩa cộng sản là nó độc ác và nó làm nghèo đói cái dân tộc. Tại sao không vứt bỏ nó vào thùng rác đi? Tại sao không vứt bỏ cái lá cờ Phúc Kiến á? Cái là lá cờ Phúc Kiến đó phải vứt bỏ vào thùng rác. Cái lá cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ Phúc Kiến, phải biết vứt bỏ vào thùng rác. Nó là cái lá cờ của giặc Tàu, chứ không phải là cái lá cờ của người Việt Nam của mình. Đấy không? Bằng chứng là rõ ràng như vậy mà. Bằng chứng là rất là rõ ràng, nó là lá cờ tỉnh Phúc Kiến. Nói hoài. Đây nè. Nó là lá cờ đỏ sao vàng, nó là tỉnh Phúc Kiến. Còn cãi gì nữa? Hiện tại, giảm điện sư phản động mạng. Nó làm một cái cờ nữa là giống như là tay sai gì đó. Người dân người ta vẽ lên cái này, người ta biết là trở thành mấy cái em bé đó. Mấy cái em bé đó rồi là cầm cờ sáu sao đó, sáu ngôi sao đó. Mấy em bé cầm cái cờ sáu sao đó, quý vị có thấy không? Mấy em bé cầm lá cờ sáu sao như thế này nè, để mà cho là Việt Nam là mai mốt là sáp nhập vào cái thằng Trung Cộng, để mà sử dụng luôn cái cờ của Trung Cộng cho nó tiện. Việt Nam 4-5 ngàn năm rồi là một nước rồi là độc lập, rồi có chủ quyền, rồi bây giờ mới muốn làm nô lệ cho thằng giặc Tàu. Nó đau khổ như vậy đó. Không? Cái lá cờ mà sao vàng mập với sao vàng này nó cũng là sao vàng thôi. Nó đâu có khác gì nhau đâu. Bây giờ anh đổi thành cái sao vàng ốm đi, nó cũng vậy à. Các anh cũng là những cái thằng gọi là nô lệ cho giặc Tàu thôi. Thấy không? Nó là bằng chứng rất là rõ luôn. Hồ Chí Minh đây nè, cũng là gián điệp của về tên Trung Cộng thôi. Đó, cái mặt Hồ Chí Minh đây nè. Đó. Hồ Chí Minh mới đem cái lá cờ đỏ sao vàng vô để làm cờ tổ quốc. Nó là người Tàu mà. Thành ra đâu có lạ gì đâu. Không. Chứ sự thật là Nguyễn Ái Quốc là đã chết rồi. Nguyễn Ái Quốc đã chết ở nhà tù Hồng Kông. Trong cái cuốn sách của Từ Thực Dân đến Cộng sản của ông Hoàng Minh Chính. Đó, con Hồ Chí Minh, thằng này nó là giặc Tàu, nó bận đồ giống y như người Tàu thôi. Nó đâu có khác gì đâu. Rồi nó đâu có rành tiếng Việt đâu. Nó viết cầm cái tay nó viết giống như là cầm cái cỏ sơn thôi. Đó. Rồi nó viết thì chính tả thì sai, bỏ hết trơn, toàn là phiên âm, ký hiệu phiên âm thôi mà. Đây là cuốn sách, cái trang 79 nè. Cái trang này trang 79, từ thực dân đến cộng sản đây nè. Nó nói rõ là Nguyễn Ái Quốc đã chết ở Hồng Kông rồi. Nguyễn Ái Quốc là bị bệnh lao, bệnh ho lao, mà ho lao lúc đó không có thuốc trị. Ho lao không có thuốc trị rồi làm sao mà không chết. Chết ở Hồng Kông cho đã rồi tự nhiên bắt đầu từ
năm 1933 phải không? Tự nhiên 8 năm trời không thấy đâu hết. Cái tự nhiên có xuất hiện một cái thằng mang tên Hồ Chí Minh ở hang Bắc Bó vào năm 1941. Từ 33 đến 41 là 8 năm trời Hồ Chí Minh ở đâu? Nguyễn Ái Quốc ở đâu? Tự nhiên xuất hiện ra cái thằng gọi là Hồ Chí Minh. Thằng Hồ Chí Minh rồi từ năm 41 rồi ở Tuyên Quang rồi thành lập kháng chiến, thành lập chính phủ liên hiệp rồi cướp chính quyền năm 1945. 45 rồi ở cây đa Tân Trào gì đó rồi cướp chính quyền cách mạng mùa thu. Rồi lên lên làm chủ tịch nước. Rồi cắm cái lá cờ đỏ sao vàng. Cờ đỏ sao vàng cột của Phúc Kiến của giặc Tàu để bắt người Việt Nam phải thờ lại. Thờ lại cái cờ của Phúc Kiến của giặc Tàu. Đây là rõ rõ như ban ngày luôn á. Nguyễn Ái Quốc nó đã chết rồi. Tất cả cái bài viết đây là của ông, những cái trang này của ông Hoàng Văn Chí đó. Quý vị rảnh quý vị đọc đi, quý vị sẽ hiểu về cái lịch sử. Mà ông Hoàng Văn Chí hồi xưa là ông cũng theo Cộng sản đó. Rồi ông viết lại đó. Đó. Quý vị mà đọc cái bài á, Địa Chủ Ác Ghê đó, thì quý vị mới thấy kinh hoàng. Quý vị phải vào trong Google search cái bài mà Địa Chủ Ác Ghê mà của Hồ Chí Minh viết á. Hồ Chí Minh lúc đó lấy bút hiệu là CB đó, mà ngày hôm nay đó Đảng Cộng sản cũng công nhận là CB là bút hiệu của Hồ Chí Minh. Quý vị mới thấy là một con người nó một đọc xong cái bài viết này đó, quý sĩ thấy Hồ Chí Minh là một con thú. Một con thú mới giết được, giết là và cái địa chủ các hành động này đó là ác lắm. Thành ra phải xử bắn các bà các hành động. Quý vị chị em phải đọc đi rồi mới thấy. Trong đây đó không có một cái chứng cứ gì hết mà nói rằng là bà Cát Hanh Long giết là 200 mấy chục người. 200 mấy chục người do bà Cát Hanh Long viết, giết, giết người đó mà lại hoàn toàn không đưa ra một chứng cứ gì hết. Hồ Chí Minh nó độc ác như vậy đó. Rồi mới xử bắn bà Cát Hanh Long. Xử bắn xong rồi đưa ra cái hòm rất là ngắn, cái hòm ngắn cũng rồi cái bỏ cái xác vô không được, rồi mấy mà Việt Minh mới nhảy lên người cái bà Cát Hanh Long để mà ép ép vô cho nó vừa đủ cho cái hòm gọi là xương gọi là gãy răng rắc. Đó là những cái lời kể lại của ông Trần Đỉnh đó. Ông Trần Đỉnh đó là thư ký của Hồ Chí Minh. Trần Đỉnh mới viết cái đèn cù, cuốn sách tên là Đèn Cù. Mà mình đọc cuốn sách đó mình thấy kinh hoàng thiệt. Cái quân Việt Minh đó nhảy lên thân xác của bà Nguyễn Thị Năm. Mà bà Nguyễn Thị Năm đó là cái bà người đã giúp đỡ cho Cộng sản, giúp đỡ cho Việt Minh. Những cái tên mà tay to rồi tai to mặt lớn của Việt Minh đó đều ở nhà bà Nguyễn Thị Năm. Bà nuôi cơm mà bà tròn trợ giúp rồi là 700 lượng vàng nữa cho Việt Minh nữa. Đó, một người ân nhân của Việt Minh đó, ân nhân của Cộng sản đó mà còn bị xử bắn nữa. Đó, quý vị thấy cái Hồ Chí Minh nó độc ác như thế nào không? Kinh hoàng lắm. Cái cuốn mà Đèn Cù nè, trong cái cuốn Đèn Cù đó người ta in ra đây nè. Người ta chụp ra cái cuốn Đèn Cù đấy nè. Hồ Chí Minh gọi là bịt râu rồi là đi xử mà xử bà Nguyễn Thị Năm đó. Trần Đỉnh ra giết nè. Thư ký riêng của Hồ Chí Minh
là Hồ Bịch Râu, rồi là còn Trường Chinh thì đeo kính râm để che giấu tung tích, tham dự buổi đấu tố đầu tiên, buổi đấu tố tố bà Nguyễn Thị Năm. Mà thử hỏi Hồ Chí Minh đó làm theo, rồi là làm theo cố vấn của Trung Cộng đó chính là Trần Canh đó, chỉ huy trận Điện Biên Phủ đó. Trần Canh Lã Quý Ba, Trần Canh với Lã Quý Ba với Duy Quốc Thanh là đánh trận Điện Biên Phủ, chứ không có Võ Nguyên Giáp nào hết đó. Không có Võ Nguyên Giáp nào trong đó đó. Quý vị nên nhớ là cái lịch sử Việt Cộng là viết sai, đúng không? Chứ sự thật là cái trận đánh mà chống Pháp á, là do rồi là bốn tên đó là Hồ Chí Minh, rồi Lã Quý Ba, rồi Trần Canh, rồi Duy Quốc Thanh, bốn người như vậy đó, mới đánh quân Pháp đó. Là nó đại diện cho Tàu nó đánh thôi, chứ sự thật là nó muốn cướp nước Việt Nam nữa. Nó cướp nước Việt Nam cho tới bây giờ thôi. Đối với nhiều người, người ta coi như là mất nước rồi. Khi mà anh mất nước là anh mới sử dụng cái lá cờ Phúc Kiến, rồi anh mới đưa cái tôn thờ, rồi là hình tượng của thằng giặc Tàu. Khi mà anh tôn thờ cái hình tượng của giặc Tàu là coi như nước mất rồi. Hồ Chí Minh là thằng giặc Tàu mà. Đó, còn Nguyễn Ái Quốc đây nè, thắt cravat nè. Có khi nào Hồ Chí Minh thắt cái cravat này không? Thắt cái cà vạt không? Nguyễn Ái Quốc nó đã chết trong nhà tù Hồng Kông rồi. Năm 1933 là đã chết rồi. Nhưng tự nhiên rồi có cái đến năm 1941 rồi có cái Hồ Chí Minh rồi tự nhận là Nguyễn Ái Quốc. Đây là cái này là cái suy luận của Trần Việt đó. Suy luận cái Trần Việt đó nói rằng đó, năm Ất Dậu đó, mà cái nạn đói năm Ất Dậu mà nói là 2 triệu người phải chết đó, là tại sao chết? Có người ta chết vì đói, vì người ta không có đi được, là tại vì nó ngăn sông cấm chợ, người ta không đi được. Nếu mà nó cho phép người ta đi thì không có ai chết đói hết đó. Ngoài Bắc mà đói thì đi vào Nam thôi, đúng không? Sau này mình mới hiểu được rất là đối với thế giới cộng sản là nó không có cho đi. Mình đi là nó bắn thôi. Làm sao mình cãi nó được? Nó có súng mà. Nó không cho đi, mình không đi thì được, thì mình chết đói thôi. Chứ làm sao mà đói được? Không có gì mà chết đói hết á. Ngoài Bắc đói quá thì vào Nam. Bởi vì đó, Trần Việt mới đòi hỏi rằng là chế độ cộng sản có dám thử DNA xác của Hồ Chí Minh không? Xác của tên Hồ Quang không? Dám không? Thách đó. Đây là hai cái biểu tượng tội ác. Hai cái biểu tượng tội ác là Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng, là hai cái biểu tượng tội ác. Bởi vì nói hoài, nó là sự thật. Luật pháp gì mà mọi rợ vậy? Người ta có quyền lợi dụng cái luật pháp chứ. Tại sao nói rằng lợi dụng là cái một cái tội ác làm sao? Thành ra Trần Việt mới nói rằng là tôi có quyền lợi dụng luật pháp, hay lợi dụng bất cứ điều nào ở trong luật pháp đó để bảo vệ quyền lợi của tôi. Tại sao nói là lợi dụng? Thì lúc đó lợi dụng cũng là đồng nghĩa với sử dụng, không phải và không thể là tội hình sự được. Mình lợi dụng cái luật pháp không thể là một tội hình sự được. Vì thế phải bỏ ngay cái điều luật 331, phải xóa bỏ khỏi bộ luật hình sự. Điều luật này là điều luật vô lý, bất công.
ai cũng có quyền lợi dụng cái luật pháp đó. Lợi dụng luật pháp, những người lợi dụng luật pháp đó là những người tôn trọng luật pháp. Tại sao những người đó đã phải được khen thưởng chứ không phải bỏ người ta ở trong tù? Người ta có quyền lợi dụng điều 25 hiến pháp cho phép người ta biểu tình, người ta trương bản biểu tình, thì người ta có quyền lợi dụng cái luật pháp đó. Luật pháp đó cho phép người ta biểu tình, luật pháp đó điều 25 cho phép người ta quyền tự do ngôn luận, thì người ta lợi dụng điều đó. Chứ không phải người ta lợi dụng cái quyền luật pháp đó rồi cứ nói là người ta tuyên truyền chống xã hội chủ nghĩa. Khi nói thì người ta tuyên truyền cái điều luật 117 gì đó, rồi bây giờ đặt ra điều luật 331 còn vô lý hơn. Người ta có quyền lợi dụng luật pháp chứ. Đâu mà một chế độ mà mang rợ như vậy. Đây là TV đọc cho quý anh chị nghe em nghe nè. Thấy không? À, tôi phản đối điều 331 mơ hồ và mọi rợ trong bộ luật hình sự của nhà cầm quyền khí đột cộng sản. Điều 331 được ghi như sau: người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng tôn giáo, tự do lập hội và các quyền tự do dân chủ khác, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng cho đến 3 năm. Đó là cái luật pháp của Việt Cộng đó. Bây giờ đó, bây giờ tôi Trần Việt xin phân tích với quý vị như thế này nè. Thì Trần Việt nói như thế này: cá nhân tôi có quyền lợi dụng luật pháp hay lợi dụng bất cứ điều luật nào trong luật pháp để bảo vệ quyền lợi của tôi. Lợi dụng đồng nghĩa với sử dụng, càng không phải và càng không thể là một tội phạm hình sự. Vì thế, tất nhiên điều luật 331 phải bị xóa khỏi bộ luật hình sự. Cá nhân tôi có quyền lợi dụng luật pháp để tố cáo, phản đối hay biểu tình chống đối những điều luật mơ hồ và mọi rợ do chế độ Việt Cộng đặt ra. Cá nhân tôi có quyền lợi dụng luật pháp qua điều 25 hiến pháp. Điều 25 hiến pháp nói rằng công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Đóng ngoặc lại. Để tôi thực hiện quyền biểu tình của tôi hay quyền tự do ngôn luận của tôi, hay cho quyền lập hội của tôi hay lập đảng cũng là đồng nghĩa thôi. Đảng Cộng sản thành lập được thì đảng của tôi cũng phải được thành lập. Luật pháp phải công bằng. Các anh lập ra đảng Cộng sản được thì chúng tôi cũng có quyền lập ra đảng chống Cộng sản được. Phân tích những điều, những sai trái của điều 331 bộ luật hình sự. Thứ nhất, bất cứ ai cũng có quyền lợi dụng luật pháp để giúp cho cá nhân của mình tuân thủ theo luật pháp. Lợi dụng hoàn toàn không phải là một tội, đặc biệt là đối với luật pháp. Do đó, lợi dụng đồng nghĩa với sử dụng. Cái chỗ này Trần Việt chứng minh là Việt Cộng sai trái nè. Việt Cộng nó nói rằng điều 25 nè, hiến pháp là luật mẹ cho phép công dân có quyền biểu tình. Do pháp luật quy định, bộ luật hình sự là bộ luật con, được đẻ ra từ hiến pháp. Hiến pháp đưa ra những luật căn bản chung chung cho toàn dân, thay vì chế độ Việt Cộng đặt ra những quy định biểu tình như là đi biểu tình phải có trống, có kèn, đi biểu tình phải mặc áo trắng, đi biểu tình phải đi hàng 1, hàng 2, hàng 3, chấm chấm. Thì đó, Việt Cộng nó mới suy nghĩ như thế này nha. Quy định như thế thì kỳ cục quá. Chẳng khác gì bọn Việt Cộng chúng mình đã xâm phạm trắng trợn vào quyền tự do của chúng nó. Việt Cộng nó nghĩ như vậy đó. Vì thế những con khỉ Việt Cộng Trường Sơn
đang cầm quyền cứ bóp trắng suy nghĩ. Đơn giản thôi mà, hiến pháp cho nó quyền biểu tình thì bọn khỉ chúng mình sẽ đặt ra một điều luật để tước đoạt quyền biểu tình của chúng nó. Tước đoạt quyền biểu tình của chúng nó. Từ đó điều 331 đã được ra đời như sau: người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do lập hội, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Thành ra khi mà nó đặt ra điều luật 331 như vậy đó, người dân đang mới nói như thế này: dị quyền của quyền biểu tình của chúng ta đâu? Đúng không? Tại vì cái điều 331 này nó không cho mình lợi dụng quyền biểu tình, nó không cho mình lợi dụng cái quyền tự do ngôn luận. Dân đen mới hỏi: dị quyền biểu tình của tao đâu? Việt Cộng mới nói, Việt Cộng nó nói rằng: chúng mày vi phạm điều 331, lợi dụng quyền biểu tình để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đó, Việt Cộng mới nói như vậy đó. Thì dân đen mới nói lại: quân khốn kiếp, mày làm ơn định nghĩa lợi ích của nhà nước là cái quái gì, lợi ích hợp pháp của tổ chức là cái quái gì, lợi ích của cá nhân là cái quái gì. Việt Cộng mới nói: nghĩa là chúng mày không được biểu tình chống nhà nước, không được biểu tình chống bất cứ đảng đoàn, mặt trận, tổ quốc, công ty tư nhân nào, và cũng không được biểu tình chống bất cứ một cá nhân nào. Dân đen mới nói: mày là đồ lưu manh, đồ thô bỉ, đồ mất dạy, đồ mộ rợ, đồ khỉ Trường Sơn, đồ loạn luân, vì thằng con 331 đã hãm hiếp mẹ hiến pháp của nó. Điều 35 nó cho phép mà điều 331 nó không cho phép. Điều 25 hiến pháp thì cho phép, còn cái này là điều luật con. Điều luật con nó lại chống điều luật mẹ. Thấy không? Thành ra nó nói vì người dân mới hỏi: vì quyền biểu tình được ghi trong hiến pháp của chúng ta đâu? Việt Cộng nó mới trả lời: chúng mày có thể vào trong rừng xanh, trong rừng á, rồi biểu tình ở trong đó để phản đối cây cỏ, thú rừng, chim muông đều được, là không có xâm phạm vào lợi ích của bất cứ ai. Thì Việt Cộng nó trả lời như vậy đó: chúng mày có thể vào rừng để đòi biểu tình, đúng không? Dân đen mới nói là đồ điểu giả, vì chúng mày cũng đưa quyền biểu tình vào hiến pháp để làm gì? Đúng không? Thì Việt Cộng mới nói: chúng mày biết chúng tao điểu giả là muộn rồi nhé con, bởi vì dân mới gọi chúng tao là những thằng Việt Cộng và là thằng nói một đàn làm một nẻo, hiểu chưa con? Đó, nó nói một đàn nó làm một nẻo. Thì đây là Trần Việt chỉ nói về cái quyền biểu tình thôi. Rồi quyền tự do ngôn luận cũng tương tự như thế thôi. Đó, nó có đặt ra quyền tự do ngôn luận, nhưng mà quyền tự do lập hội luôn. Điều 25 nó có hết, nhưng mà nó đặt điều 331 là cấm hết tất cả những cái quyền đó. Nó cấm hết tất cả những quyền đó luôn ở trong điều 25 hiến pháp. Coi nó thô bỉ không? Quá thô bỉ luôn. Bởi vì tất cả đều là dân oan, chúng ta tất cả đều là dân oan. Thành ra xin lỗi, mình phải nói hoài thôi. Mình chịu không nổi. Cái chế độ gì mà nó mang rợ mà nó quá là ác độc với người dân đó. Thử hỏi như vậy rồi làm sao mà nó cứ thờ lại cái hình Hồ Chí Minh đây nè. Đấy. Để bông hoa rồi thờ lại một cái tên gián điệp giặc Tàu như thế.
đất nước không có khá đâu, không bao giờ khá được. Anh Dưa Leo mới đây cũng đã bị phạt 7,5 triệu đồng nữa. Anh Dưa Leo rồi Bùi Tuấn Lâm, rồi trước đó nữa mấy người là Dương Tuấn Ngọc nữa đó, nó tiếp tục rồi nó bắt biết bao nhiêu người nữa. Nó bắt biết bao nhiêu người. Đau khổ không? Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Mình nghĩ chắc cũng đủ rồi đó. Dạ. Yeah.